điều chỉnh cuộc sống của mình để mình đừng bị mắc bệnh. Tại vì thực tế một điều thế này các bạn, mặc dù chúng ta nói là chúng ta có điều trị, nhưng mà nó chỉ gì các bạn, nó chỉ giảm cái giai đoạn cấp đi thôi, giảm giai đoạn cấp đi thôi các bạn, rồi sau đó là gì các bạn biết không, ổn định để cho bệnh nó không nặng lên hơn. Chứ còn tôi nói các bạn, mà nói mà chữa khỏi các bạn rất khó, rất rất khó các bạn, được không ạ? À? Với lại tùy theo 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 đặc điểm bệnh nữa. Ví dụ như là những đứa trẻ mà nó bị tự kỷ đi, những đứa trẻ bị tự kỷ đi các bạn, thì có khả năng sẽ chữa hết nếu em phát hiện dưới 2 tuổi, là nó sẽ nói năng lại được bình thường, nó học hành lại được bình thường, nhưng mà sao tâm lý của nó cũng sẽ bất ổn hơn những đứa khác một tí, được chưa các bạn ha? Rồi ví dụ như là bị trầm cảm sau sanh, nếu tụi em lên mạng tụi em tìm hiểu trầm cảm sau sanh thì tụi em sẽ thấy là gì, những người phụ nữ mà họ đã từng gọi là bị chẩn đoán là bị trầm cảm sau sanh mà phải uống thuốc điều trị, thì sau một thời gian chúng ta tiếp xúc lại họ, chúng ta thấy là, ừ họ có hết, nhưng mà sau đó chỉ vì một cái xúc động nhỏ đó các bạn, họ lại bị lại, được không ạ? À? Thì tương tự với mi là thuốc hạ sốt cũng vậy đó các bạn, Dạ được không con ạ? dễ quá anh, dễ quá nha con. À? Học như vậy ha, như vậy tương tự với mi là bị sốt cao co giật các bạn học rồi, được không ạ? À? Giống như là chúng ta thấy hôm trước cô nói rồi, sốt cao co giật á, thì một đứa trẻ là gì, lúc đầu tiên có thể là gì ạ, 40 độ nó mới co giật, hoặc 41 nó mới co giật, 41 độ nó mới co giật, nhưng mà những lần sau sao chỉ cần 39 độ nữa nó co giật rồi. Thì tương tự những cái bệnh về tâm thần này nó cũng như vậy các bạn, lúc đầu là họ có thể là bị một cái gì đó dữ dội lắm họ mới lên cơn, nhưng mà sau bắt đầu là gì các bạn, mức độ dữ dội nó càng ngày càng giảm đi thì họ cũng có thể lên cơn rồi, không à? Nên là chúng ta cố gắng các bạn ha, đừng để xảy ra những cái tình trạng bị bệnh tâm thần. Thì người ta nghiên cứu thấy gì các bạn thấy không, 10 người phụ nữ thì có tới 2 người bị trầm cảm, nhưng mà đâu phải 2 người phụ nữ là người nào phải đến mức độ uống thuốc các bạn. Em yên tâm một điều khi mà các bạn xác định như thế này nè, nên lý do tại sao bây giờ ế nhiều rồi vậy các bạn, dùng từ ế nó hơi quá, thật ra là họ không thèm có gia đình, được không ạ? À? Tại vì sao tôi nói các bạn là giờ khi mà bắt đầu lập gia đình vô, yêu nó là một màu hồng, bắt đầu cưới nhau vô ha, bao nhiêu mọi thứ nó dồn dập vô hết, đơn giản hai thằng cùng làm việc về giống nhau, nhưng mà ai sẽ là người nấu cơm, nữ nấu cơm, nữ vẫn là chính nha các bạn. Mặc dù tôi nói các bạn, em cưới được một người chồng rất là tâm lý, nó sẽ phụ em, nó phụ, được không ạ? À? Nó chỉ nói mang tiếng là nó phụ các bạn, nó phụ, nó xuống nó nấu cơm những ngày em mệt, rồi nó cũng có thể rửa chén, nó cũng có thể giặt đồ, nó cũng phơi đồ nha, giờ đa phần có máy giặt hết rồi mà, nó cũng có thể là phơi đồ, rồi nó cũng có thể là lau nhà phụ này nọ em, nhưng mà sao cái công việc chính cho đó vẫn là người phụ nữ bạn, chứ không phải là nam, nam họ chỉ phụ được một phần nào đó thôi. Rồi bắt đầu khi có con vô, những áp lực về tâm lý là cơm áo gạo tiền gì đó đùng vô nhảy vô nữa các bạn, được không? Mà thức đêm thức hôm rồi chưa kể là gì các bạn ha, nghe những lời xung quanh không tốt về mình nữa, được không ạ? Người ta đẻ con bự sao mày đẻ con có một chút xíu, sao người ta uống sữa hoàn toàn bằng sữa mẹ mày phải uống sữa ngoài, được chưa? Rồi, ôi, nhiều 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 lắm các bạn. Nên là lý do tại sao họ nói là 10 người thì có 2 người là bị trầm cảm rồi, nhưng không phải là 2 người này đều phải uống thuốc điều trị hết, mà các bạn thấy là gì ạ? Mình sẽ tự điều chế lại, mình sẽ tự điều tiết lại cái cảm xúc của mình để mình không phải tới mức độ là phải sử dụng tới thuốc, hoặc là mình không tới mức độ phải là gì ạ? Có những hành động có khả năng là nguy hiểm cho con của mình và bản thân của mình, được chưa? Chào lại con. Được không à? Nên là chúng ta thấy là gì ạ? À, nên là họ mới nói là sao các bạn? Nhiều khi họ nói là chúng ta sống mà chúng ta, người ta dùng một cái từ là gì? Ruột để ngoài da đó các bạn, tức là những người ngay thẳng á, được không à? Đôi khi nó lại đỡ bị mắc bệnh về lý tâm thần hơn là những người cái im im á, cái gì cũng giấu hết trong lòng các bạn, cái gì cũng giấu hết trong lòng, không có thổ lộ ra cho người ngoài, nó là dễ mắc bệnh hơn á. Nên mình không thích cái gì mình không gọi là, có nghĩa là yên tâm đi ha, sau này em lớn rồi không phải là mình không thích cái gì mình cũng nói, được không ạ? À? Nhưng mà có những điều mình bộc lộ ra được thì hãy nên bộc lộ, chứ cái gì cũng cứ im im im, đặc biệt là những nỗi buồn à, thì như vậy nó rất dễ rơi vào những cái bệnh lý về tâm thần. Rồi đặc điểm khác giữa bệnh tâm thần và bệnh thần kinh là gì? À, chúng ta thường hay chửi nhau, chúng ta thường hay chửi nhau với bạn bè đúng không, cái đồ tâm thần, cái đồ thần kinh, ta chơi một con bạn nó bị bệnh thần kinh, được không ha? Tôi không biết cái lứa tuổi các bạn có chửi với nhau hay không, chứ tôi ngày xưa là thường hay chửi nhau là vậy các bạn, bị thần kinh mà vừa phải thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ học để chúng ta biết được chính xác là khi nào chửi con nhỏ bên cạnh của mình, bạn của mình là đứa thần kinh hay đứa tâm thần, được chưa các bạn ha? Thì người ta nói là gì, tâm thần nó có đặc trưng là gì các bạn, đó là về mặt gì, thứ nhất là về mặt tổn thương người ta không hề có, ví dụ như là dạ chấn thương sọ não nè thì nó gọi là bệnh thần kinh chứ nó không gọi là bệnh tâm thần, được chưa các bạn ha? Hoặc ví dụ như những đứa trẻ nó bị chấn thương sọ não này, hoặc nó bị Alzheimer này, thì cái đó thì có gọi là bệnh thần kinh, là người ta tìm kiếm được những cái biến đổi trên được chỉ số ở trên xét nghiệm khi chúng ta làm, trên những cái cận lâm sàng chúng ta làm, được không ạ? À? Chung quy nó có rối loạn,
Được chưa các bạn ha? Thì chúng ta thấy là gì ạ? Nó có những cái rối loạn mà chúng ta thấy được ở trên những cái cận lâm sàng, ví dụ như là ví dụ như là về, ví dụ như là người đó bị chấn thương sọ não là chúng ta thấy tổn thương não là, hoặc là người đó bị ai đó quýnh. Được chưa? Bị ai đó quýnh. Được chưa? Thì chúng ta nói là gì? Những cái bệnh lý về thần kinh. Được chưa? Và chúng ta sẽ điều trị nó ở khoa thần kinh. Nhưng mà chúng ta thấy là gì? Nguyên tắc là gì các bạn? Sau một thời gian ta điều trị ổn lý những bệnh lý thần kinh đó rồi mà nó không hết thì cũng phải chuyển qua khoa tâm thần à. Được chưa? Còn ví dụ trong trường hợp tâm thần là gì? Người ta gọi là tâm thần là gì? Đó là những người là sao? Về mặt của trên lý thuyết, về mặt trên cận lâm sàng chúng ta xét nghiệm thấy là họ hoàn toàn bình thường. Ví dụ như là dạng soi tai, khám về tính giác, ok, hoàn toàn bình thường, không hề bị điếc, không hề bị cái gì cả, chụp MRI não cũng không có thấy tổn thương dây thần kinh thị, tổn thương dây thần kinh tính giác. Chung quy là chúng ta làm kết quả cận lâm sàng ta thấy bình thường hết. Mà lý do tại sao người đó vẫn có nói gì? Sao tôi vẫn cứ nghe có tiếng ở trong tai? Được không à? Ví dụ như bây giờ cô giả sử bây giờ là lớp mình có bạn Thanh Tâm nha. Thanh Tâm có đây không em? Thanh Tâm đâu rồi? Để máy đây, mở máy là xong rồi đi đâu mất tiêu rồi đây. Rồi Nguyễn Thanh Đức. Nguyễn Thanh Đức có không? Có cô. Ủa Nguyễn Thành Đức là con trai hay gái đây? Bạn nhắn trong nhóm á cô. À có phải không? Rồi có trong nhóm rồi không cho rồi. Rồi. Bạn nào vừa trả lời cô đó? Em nào vừa nói lên tiếng con gái á? Em tên gì? Dạ em tên Thư. Rồi Võ Minh Thư đúng không? Bây giờ cô nói Thư nghe nè. Thư ơi, trả lời cô đi. Thư ơi. Trả lời đi em. Dạ ơi. Rồi, à cô thấy Thư rất là dễ thương. Trả lời tiếp. À, hi hi. Rồi được chưa ha? Đó, nếu như là một người bình thường, nếu như mà một người bình thường như bạn Thư của mình đúng không? Cô khen bạn Thư là ờ Thư ơi em dễ thương quá, là Thư sẽ hi hi trả lời lại ờ em cảm ơn cô gì gì đó. Nhưng mà ví dụ như một bệnh nhân họ có vấn đề về tâm thần, họ sẽ không nghe rằng là cái tiếng cô nói là Thư ơi em dễ thương quá, mà bạn sẽ nghe lại là gì? Thư ơi tao chuẩn bị giết mày. Mặc dù tôi đâu có nói câu đó đâu. Mặc dù tôi không hề nói là Thư ơi tao chuẩn bị giết mày, tôi không hề nói, nhưng mà Thư nó lại nghe thành câu như vậy. Được chưa các bạn, ảo thanh đấy em, ảo thanh. Hoặc là gì các bạn thấy là gì, có những tình huống mà họ bây giờ hiện tại bây giờ người ta nói là gì các bạn, hiện tại bây giờ chúng ta theo khoa học thì là gì ạ? Theo khoa học, theo đất nước của chúng ta là gì? Trên cuộc đời này không có ma. Được chưa? Tất cả mọi người đi vô phòng học thấy bình thường hết. Riêng Thư nó vô lớp tự nhiên nó thấy ma. Giả sử như vậy ha. Được chưa các bạn ha? Riêng có duy nhất người đó có bước vô phòng là sợ ma. Được chưa các bạn? Được không? Kêu là trời thấy con này con kia thấy gì 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 đó. Được chưa các bạn? Ảo giác. Em có đôi mắt âm dương. Đó có đôi mắt âm dương. Nên các bạn xem những bộ phim không? Những bộ phim là người ta nói là những bộ phim ma đó, lúc đầu những người mà có thấy đồ này nọ là kêu tâm thần hết đó các bạn. Được chưa? Đó là dạng ảo giác, ảo thanh đó các bạn. Được không ha? Tức là chúng ta khám mắt này, chúng ta khám tai, thấy họ hoàn toàn bình thường, mà lý do tại sao họ có thấy này thấy kia, họ nghe này nghe kia, mà những cái đó nó có bất lợi cho cuộc sống của họ. Được chưa các bạn ha? Thì đó gọi là bệnh tâm thần. Được chưa? Còn thần kinh là chúng ta thấy được trên thực thể. Được chưa? Là ví dụ như là bị chấn thương sọ não rồi đó. Được không ha? Bị chấn thương sọ não. Thì đó gọi là bệnh thần kinh ha. Như vậy thì bây giờ mình chơi với bạn mình á, chẳng hạn như mà nhìn bên cạnh này nó có những cái hành động bất thường á, là mình đừng có chửi nó đồ thần kinh nha, mình chửi nó là đồ tâm thần. Được các bạn ha. Giờ chửi nhau đừng chửi nhau là đồ thần kinh nữa mà đồ tâm thần. Được các bạn ha. Đó. Nên vậy thôi đi học online lại. À xin lỗi các bạn, đi học offline á, đi học trực tiếp á. À gặp nhau biết cách chửi. Thì vậy cho hình ảnh của bạn thấy không? Hôm trước khi mà tôi dạy cho những cái đối tượng khác tôi nói vậy nè. Muốn kiếm một anh chàng thứ nhất là đẹp trai, thứ hai là phải biết nghe lời. Chà, thứ ba là phải nhà giàu. Được không các bạn ha? Thì bệnh viện tâm thần hết không cô? Chính xác, vô bệnh viện tâm thần hết rồi. Tôi nói các bạn nha, bệnh viện tâm thần nha, toàn những anh con trai đẹp trai không đó, mà nhà giàu không đó nha các bạn. Và cái lứa tuổi là tầm khoảng hai mấy 30 tuổi không đó. Là không ngồi đó có đi các bạn biết không? Tại vì giống như là nhiều khi mình cứ nghĩ là nghèo mới tâm thần nha, chưa chắc đâu nha các bạn. Mình nhiều khi mình cái học mình cứ nghĩ là nghèo đó là bệnh tâm thần, không phải đâu nha các bạn. Tôi là tường để ý thấy hả? Nhà giàu tâm thần nhiều đó nha các bạn. Đừng nghĩ nha. Đừng nghĩ nghèo mới tâm thần đâu nha các bạn. Được không ạ? À? Rồi tôi nói bạn là nếu như mà trong tình huống mà không nói nó bị tâm thần á, là không ai tin đâu. Được không ạ? À? Thì bắt đầu là gì ạ? À? À, đó là bắt đầu là chúng ta sẽ thấy là gì?
đó là đẹp trai lắm. Hồi đó cô gặp mà, trời ơi, tôi nói bạn vô mà gặp mà tại bác sĩ nó cũng không có mặc áo blue, tôi nói vậy vậy đó. Tôi nhìn tôi cũng biết ở đâu bác sĩ rồi đâu bệnh nhân rồi, tại vì khi mà sinh viên đi thực tập các bạn vô ngồi thì tôi nói các bạn là ở đặc biệt ở những khoa khác đúng không, những khoa khác là mình sẽ thấy là bác sĩ là ngồi vị trí đó, bệnh nhân phải ngồi vị trí đó, bắt buộc chúng ta vô là chúng ta biết chỗ đó là của bác sĩ và chỗ đó là của bệnh nhân, chúng ta thấy bắt buộc. Nhưng mà ngày trước khi cô đi bệnh viện tâm thần á, hiện tại giờ nó có đổi không thì cô không biết, thì tôi nói các bạn là cũng không có quy định là bác sĩ phải ngồi ở trong, bệnh nhân phải ngồi ở ngoài, hoặc là bệnh nhân ngồi ngoài bác sĩ ngồi trong, không có quy định đó, được không ha? Tôi thấy cái tới cái bệnh nhân ngồi ghế đó, bắt đầu bác sĩ tới ngồi cạnh nói chuyện, điều dưỡng cũng vậy các bạn, được không ha? Rồi mặc đồ thấy cũng, tại vì sao có một số bệnh nhân họ mới vô đó bạn, họ đâu có mặc đồ bệnh nhân đâu, được không? Họ cũng mặc đồ bình thường nên đâu biết được đâu các bạn. Lúc đó cô nói chết mò rồi, ông này bệnh nhân hay ông này bác sĩ rồi, nhìn cũng biết các bạn, cách nói chuyện thì cũng hài hài chăng nhau vậy đó, được không ha? Thấy dễ thương các bạn, đi khoa tâm thần mà đi khoa tâm thần nam á là chúng ta thấy rất là dễ thương, được không ha? Này các bạn thấy chưa, còn ca hát này nhìn những anh chàng là ai biết anh bị tâm thần, đúng không? Mức độ nhẹ nó chỉ vậy thôi các bạn, bắt đầu là gì nặng hơn tí xíu đó các bạn thấy không? Nhìn những ánh mắt vô hồn trong khung cửa sắt, là chà khung cửa sắt các bạn, ánh mắt vô hồn, và nặng hơn nữa, diễn tiến nặng hơn nữa, không có sự kiểm soát của xã hội, bắt đầu là gì các bạn, đây long rong ngoài đường, được không? Mà trước giờ chúng ta cứ nghe nó tâm thần là chúng ta chỉ nghĩ tới đây thôi, được không à? Đi ra ngoặt đường quần áo rách rối, tay chân ốm nhom nhất, tại vì họ sẽ bị rối loạn cái dạng bị không, gọi là giống như bạn Hoàng Anh có nói là dạng ám ảnh, ám ảnh luôn luôn có người muốn hại mình các bạn. Sao các bạn sẽ học cái dạng đó, các bạn thấy là gì không? Mình cho họ ăn họ cũng nghĩ rằng là mình bỏ thuốc độc vô đồ ăn, họ không chịu ăn, nhưng nó sự thật là như vậy đó các bạn, đúng không? Mình đưa đồ ăn cho họ nói mày bỏ thuốc độc cho đồ ăn cho tao đúng không, mày muốn giết tao đúng không, họ đâu chịu ăn, họ sợ đâu các bạn, họ bị sợ các bạn, họ sợ gọi là ám ảnh các bạn, được không? Mà trong khi đó mình đâu bỏ gì đâu, không hề bỏ gì cả, nhưng họ cứ nghĩ vậy đó các bạn. Đó họ nghĩ là mình bỏ thuốc độc vô rồi, gì nhiều khi là gì các bạn, có những cái dạng là gì mình tới mình cột mùng cho họ ngủ, đúng không ha? Hay họ là nghĩ là mình đang chuẩn bị cầm cái gì đó họ họ giết mình các bạn ha. Thì đây là những cái tình huống mà chúng ta thấy là gì chúng ta hay gặp ở những bệnh nhân tâm thần ở cái dạng gọi là gì các bạn, lúc đầu họ có thể là chỉ bị cái dạng là rối loạn lo âu thôi, là mất ngủ, họ mất ngủ họ ngủ quản được động, họ rất là mệt nhưng họ không ngủ được các bạn, họ rất là lo lắng về tương lai này nọ, rồi sau đó một thời gian này các bạn là dần dần nó nặng dần lên, nó có những cái rối loạn mạnh và dần 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 này nặng dần lên, và họ sẽ dẫn tới là họ sẽ có những cái hành động nguy hiểm, đúng không? Chính cho bản thân họ hoặc là cho chính bản thân những người bên cạnh họ, hoặc là nhiều khi các bạn biết không, họ không chịu ăn là họ rộ bị gì suy kiệt và họ tử vong luôn, đúng không? Ở chính xác đang đi trên đường mà gặp những bệnh nhân là sợ đó các em, đúng không? Rất là sợ ha. Nên là mình nói là gì ạ, mình mặc dù mình nói là mình không có có phân phân biệt gọi là không có kỳ thị các bạn, nhưng mà cũng sợ thấy mồ luôn, đúng không? Hoặc là những cái tình huống mà tôi nói, tôi kể các bạn nghe, hồi xưa tôi thì khá là lì mà các bạn, nói thẳng là như vậy được không ha? Nên là hồi trước tôi đi học ở trường đại học, ví dụ các bạn lúc mà học đại học á, nhưng mà bạn tôi thì ở nó học ở khoa học tự nhiên, cái bắt đầu là qua qua trường đó chơi, gặp thằng biến thái, được không? Tôi nhìn là tôi biết biến thái rồi, tại vì sao nó cứ chạy ngang qua chỗ nào là đám con gái la hét ầm xoàn lên, tôi đứng ngay chỗ trước cổng trường khoa học tự nhiên là tôi nhìn thấy, tôi biết 100% cái thằng này biến thái rồi, mấy con kia nó chạy quá trời luôn, trời nó cười kha ha 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 lên, được không? Nó càng thích, tại vì sao nó là thích, nó đi tới tôi bắt đầu các bạn biết không, nó mở cái quần ra đó bạn, được không ha? Tại vì sao tôi nói bạn rồi, đi học trường y rồi mà thấy cái đó có gì đâu nữa, ngại các bạn, quay qua nói nó ăn câu nhỏ xíu vậy mà cũng khoe, thấy nó quê nó đi mất tiêu các bạn, được không ha? Đặc trưng của biến thái là các bạn càng la nó càng nhí theo, được không ha? Đó cũng là một dạng gì các bạn, rối loạn về tình dục đó, được không ha? Như chúng ta học hồi nãy chúng ta có một cái dạng đó các bạn, rối loạn về cái định hình tình dục đó, được không ha? Đó là dạng bệnh của tâm thần các bạn, được không ạ? Khoan, cũng có một cô chính xác em, hiện tại bây giờ bị nhiều mà em, được không ha? Thì sau khi mà họ điều trị về vấn đề thực thể xong rồi thì họ sẽ chuyển qua khoa tâm thần. Ví dụ như trong trường hợp như cô nói các bạn đó, những cái bệnh nhân mà họ bị chấn thương sọ não á nặng các bạn, chấn thương sọ não nặng á, thì sau khi mà chúng ta điều trị về vấn đề thực thể xong rồi, nếu như mà cái khả năng mà hồi phục của họ nó không trở lại được các bạn, thì lúc đó chúng ta sẽ phải chuyển vào bệnh viện tâm thần, mà chúng ta sẽ chuyển qua bệnh viện tâm thần nếu họ có những cái rối loạn về tâm thần thêm, mà lúc đó sẽ uống thêm thuốc về tâm thần. Hoặc ví dụ có những bệnh nhân là ví dụ như bệnh nhân mà họ bị sốt cao co giật các bạn, có những đứa trẻ nó bị sốt cao co giật á, được không ạ? Hoặc là những đứa trẻ mà nó, hoặc là những bệnh nhân mà họ uống thuốc trừ sâu họ tự tử các bạn,
được không, mà họ uống thuốc từ sau họ tự tử mà sau đó họ tỉnh dậy á, sau khi chúng ta điều trị về vấn đề bệnh học xong rồi, về vấn đề thần kinh xong hết rồi, thì bắt đầu là gì, sau đó thì họ xong thời gian thì họ bắt đầu có những cái giống như là họ có những cái ảo giác hoặc là ảo thị, hoặc có những cái lời nói nó có vấn đề, thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển họ vô khoa tâm thần và sẽ uống điều trị thêm. Ví dụ như bệnh động kinh đó các bạn, là hiện tại bây giờ ở nước ngoài thì nó là điều trị ở khoa thần kinh, nhưng ở Việt Nam mình là điều trị ở khoa tâm thần, được không ha? Rồi đây là những bệnh nhân về thần kinh nè, là có những tổn thương thực thể, về não như tôi nói các bạn đó, được không ha? Đó, nguyên nhân thì hiện tại bây giờ nó rất là phức tạp các bạn, chả ai dám nói rằng là nguyên nhân tại sao người đó bị bệnh tâm thần cả các bạn, chả ai nói được, không à? Họ chỉ thấy yếu tố nguy cơ là vậy, ví dụ như là gì, một thằng mà bị chấn thương sọ não thì nguy cơ cao sau này nó bị tâm thần, được không ha? Nó sẽ có những rối loạn tâm thần, nhưng đâu phải ai bị chấn thương sọ não cũng bị tâm thần đó các bạn, được không ha? Tùy theo mức độ nữa. Rồi gì à, những người mà thường chuyên chấm trong stress thì dễ bị tâm thần hơn, được không à? Rồi những đứa trẻ mà không được sự quan tâm của cha mẹ thì nó dễ bị bệnh tự kỷ hơn, thì tự kỷ là một dạng của tâm thần đó các bạn, được không ha? Rồi những đứa trẻ mà sinh ra mà bởi phật kép, sinh ra bởi hỗ trợ sinh khó đời nọ cũng dễ bị tâm thần hơn, thì đó là họ nghiên cứu họ thấy vậy thôi. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy là gì, có rất là nhiều trường hợp, nên là bây giờ tôi nói đơn giản cái bệnh mà hiện tại bây giờ các bạn có vẻ rất là quan tâm, đó là gì ạ? Trầm cảm, sâu sắc, được không ha? Chúng ta thấy là gì, ủa kỳ ta, cái cô đó cổ sướng quá trời sướng luôn, đẻ con ra cái có nội ngoại lo hết, có ô sinh lo hết, tiền tài không cần phải lo, giàu có mà nha, giàu mà tại sao có bị trầm cảm? Nếu chúng ta đứng ở bên ngoài là chúng ta thấy ô nó quá sướng, trong khi đó bản thân mình là gì, trời ơi nội cũng không có, ngoại cũng không có, nhà thì nghèo, chồng thì vô tâm, có hai mẹ con, trời ơi đó lên đó xuống, không có mà ăn, không có sữa cho con bú nữa, mà mình đâu bị tâm thần đâu, mình đâu bị trầm cảm so sánh đâu, được không? À lý thì lý do tại sao cô kia cổ bị, nếu như mình sướng được như cô là trăm trăm mình không bị, được không à? À, các bạn xin lỗi các bạn đợi cô tí nha. Đầu về Đây là đẹp quá. rồi xin lỗi các bạn ha. Mình quay lại bài học ha. Là xin chào. Đi xuống đi kìa. Thì người ta nói là hiện tại bây giờ cái nguyên nhân bệnh sinh các bạn, người ta cũng có rất là nhiều quan điểm, cũng như có rất là nhiều cái giả thuyết khác nhau, là không à, người ta cũng không có đưa ra được lý do tại sao bị. Thì thường họ nói ví dụ như đầu tiên là nguyên nhân thực thể, là giống như hồi nãy cô vừa mới nói các bạn á, là có những cái tổn thương, ví dụ chấn thương não hoặc viêm não hoặc do bệnh giang mai hoặc những bệnh lý về thần kinh, thì sau khi mà chúng ta đã điều trị về cái vấn đề thực thể xong rồi thì nó sẽ để lại những di chứng, đó là về vấn đề tâm thần, nó là gì à? Sau khi họ điều trị về những cái bệnh bệnh lý về thực thể xong rồi thì bắt đầu họ phải chuyển qua khoa tâm thần luôn các bạn, được không à? Họ phải chuyển khoa tâm thần đó, mà họ phải chuyển qua tâm thần để họ điều trị tiếp nữa, họ phải sử dụng nữa, nên là có nhiều người bắt đầu là gì à? Ngại, tôi nói thiệt các bạn là xã hội nguy hiểm là do bản thân chúng ta giấu bệnh đó. Cô biết cũng khá là nhiều người các bạn, tức là không chấp nhận được rằng là con mình có vấn đề về tâm thần, tại gọi là giống như là mắc cỡ đó các bạn, hiển nhiên ai chả mắc cỡ được không à? Như vậy thì bắt đầu là gì, nhưng mà vô tình như vậy nó lại sẽ có khả năng là gì ạ?
có khả năng là sẽ gây bệnh nó càng ngày càng nặng nề hơn. Và tới một ngày đẹp trời là gì, nó không phải nguy hiểm mỗi cho bệnh nhân không, mà nó nguy hiểm kể cả cho bản thân những người xung quanh nữa, đúng không? Nên phải cố gắng. Ví dụ như nghiện rượu ha, hoặc là những bệnh lý về não thì nó đều có khả năng sau này nó sẽ ảnh hưởng vấn đề tâm thần. Hoặc là những bệnh nội khoa, nội tiết, là như cô nói tụi em đó, đái tháo đường á, được không ạ? Nhiều khi họ lo lắng lo âu về bệnh tật quá các bạn, được không ạ? Tôi nói đơn giản, ví dụ như là cái bệnh Covid này các bạn, hậu Covid nè, là ở nước ngoài họ đã có làm những nghiên cứu rồi, họ thấy là gì ạ? Cái tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh tâm thần các bạn, rối loạn tâm thần á, sau dịch Covid này tăng lên rất là nhiều, được không ạ? Có những cái bệnh lý về tâm thần mà thời bình thường nó không có, mà tới khi dịch Covid nó mới có. Ví dụ như là đơn giản các bạn, tỷ lệ hôn nhân nó cũng gia tăng đó, được không ạ? Thường là sao ạ? Thường à, hai vợ chồng cứ đi làm hết, đêm về gặp nhau có một tí, đêm nhau về gặp con có tí, bắt đầu các bạn thấy không, 7-8 giờ mới về tắm nhà, bắt đầu là gì, ăn uống xong rồi bắt đầu con cái này nọ xong rồi lên ngủ có một tí, gặp nhau có một tí, sáng mai đi mất tiêu, lấy thời gian đâu mà cãi nhau. Còn bây giờ cả ngày ở nhà, bắt đầu là gì, cơm áo gạo tiền vô cãi nhau, cãi nhau bắt đầu là gì các bạn, ly hôn, được không ha? Ly hôn. Cũng như là gì các bạn, ở nhà ngoài, ở nhà ngoài, ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta giàu có, chúng ta dịch Covid là giàu có thì không ảnh hưởng nhiều các bạn, được không ha? Thì mình coi như là một cái thời gian để chúng ta nghỉ dưỡng, được không ha? Chúng ta nghĩ về hướng tốt đẹp như vậy. Nhưng mà tôi nói các bạn là những người nghèo đi, những người nghèo bắt đầu các bạn ở nhà bắt đầu ngồi suy nghĩ ha, tiền đâu trả, tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền uống, và tương lai sắp tới sao, chưa kể những người mất việc, được không ha? Như vậy thì lấy gì cái tỷ lệ tâm thần là gia, cái tâm thần nó không gia tăng các bạn. Mà cái đó là tôi nói các bạn là cái vấn đề mà nó ít ảnh hưởng nhất. Còn những cái vấn đề ví dụ như các bạn đọc không, các bạn đọc thấy thành phố mình Hồ Chí Minh mình dịch xong một phát là bao nhiêu đứa trẻ nữa nhỉ, hơn 1.000 đứa trẻ thành phố Hồ Chí Minh trở thành một cô cha hoặc mẹ, hoặc là một cô cả hai đó. Các bạn thấy là lấy gì mà cái vấn đề tinh thần nó không bị ảnh hưởng, được không ạ? Ví dụ như mất một trong hai người còn đỡ, tôi đọc có rất nhiều tình huống rất tội các bạn, nó mất cả cha lẫn mẹ luôn, còn mỗi hai đứa trẻ thôi các bạn, được không? Hoặc là ví dụ như là cái bà những cái người hàng xóm, tôi cũng có mấy người nữa các bạn ở trọ, cuối cùng là chết cả nhà hết đó bạn, được không ạ? Tại vì thường nó lây mà các bạn, nó lây lên hết cả nhà, mất mất cả hai đó, mất hết cả nhà luôn, được không ạ? Nên là chúng ta thấy là gì, lấy gì mà nó không ảnh hưởng tới vấn đề về tinh thần, được không ha? Đặc biệt là những đứa trẻ các bạn, đặc biệt những đứa trẻ khi mà nó mất cả cha lẫn mẹ, đúng không? Và hiện tại bây giờ chúng ta thấy là mặc dù chúng ta đọc báo là chúng ta thấy là gì, cái tỷ lệ nhiễm ở trẻ em nó thấp, nhưng mà tôi nói các bạn không có đâu nha, vẫn rất là nhiều. Và khi em bé nó bị nhiễm Covid, nó nhiễm Covid thì sao ạ? Nó cũng để lại di chứng rất là nặng nề cho em bé nha các bạn, được không ạ? Có rất nhiều em bé bị di chứng do Covid rồi. Như vậy bắt đầu là gì, bây giờ mặc dù là thành phố Hồ Chí Minh họ mở cửa, họ cho đi làm lại, nhưng mà tôi nói các bạn nha, bây giờ đi làm lại đi, con ai giữ? Cô nói ví dụ như đơn giản, cô là giáo viên đúng không? Cô là giáo viên thì cô dạy tại nhà. Các bạn học online thì cô không dạy online, thì cô có thể coi con được đó, thấy không? Các bạn thấy không? Nãy giờ nó quậy như siêu quậy, được không ạ? Nó còn ảnh hưởng tới lớp học của mình đó. Thì đó, mà tôi thấy là sướng nhất rồi đó. Trong khi đó ví dụ như bây giờ tưởng tượng cô làm một ngành khác đi, cô làm một ngành khác, bây giờ công ty bắt đi làm, thấy đại ca này quăng đi đâu? Thấy stress không? Stress. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy là gì, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới là lý do tại sao mà cái tỷ lệ tâm thần nó gia tăng lên sau cái hậu Covid. Được chưa? Hoặc là những bệnh lý ví dụ như cái hình ảnh của kể tụi em đùng cái tự nhiên xuất hiện, bây giờ đang khỏe mạnh bình thường, là một gọi là trụ cột của gia đình, đùng cái phát hiện ra bị ung thư, rồi xong phim luôn. Được cho các bạn ha. Như vậy chúng ta thấy là gì, không chỉ mỗi chúng ta, bản thân cái người mà họ bị bệnh đó, họ có rối loạn về tâm thần, mà những người xung quanh họ cũng bị rối loạn về tâm thần luôn. Rồi, những nguyên nhân về tâm lý, ví dụ như là gì các bạn, có những cái loạn thần phản ứng cấp hoặc rối loạn sang chấn sau stress, rối loạn thính ức. Tại vì cô kể vừa rồi dịch Covid các bạn, là sau những cái rối loạn mà sau những cái là cái dạng mà phản ứng này các bạn, hoặc là do căng thẳng tâm lý quá mức, căng thẳng tâm lý quá mức các bạn, được không ạ? Có nhiều khi là chúng ta căng thẳng về cái gì, chúng ta căng thẳng về làm việc hoài không ra, được không ha? Bây giờ thì các bạn chưa có mức độ, tôi nói chung là xã hội tùy mỗi bạn sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau mà. Nhưng mà chẳng hạn như bản thân tôi, ngày xưa tôi đi học nè các bạn, và bây giờ sau đi làm nè, ngày xưa cũng có rất nhiều căng thẳng trong quá trình lúc tôi đi học. Đó là gì các bạn, mới đi dạy thêm á, đi dạy kèm á ha. Ngày xưa phải đi dạy kèm để kiếm tiền học các bạn. Đi dạy kèm đã đời rồi, cuối cùng họ không trả tiền. Không trả tiền họ xù các bạn, tôi bị xù hai lần rồi các bạn, bị xù hai lần rồi đó. Tôi nhớ là tôi bị xù hai lần. Nhưng mà cuối cùng là gì các bạn, vẫn cố gắng mà ngước lên rồi bắt đầu lại xin lớp khác, đi dạy kèm khác.
được không ha? Rồi cũng từng gọi là vừa đi học vừa khóc vì lý do bị người ta xù tiền hoặc là bị những cái nguyên nhân thường là, thường tôi nói mọi khổ đau thường liên quan tới tiền không các bạn, được không ha? Hoặc là nhiều khi là mình thấy có những cái sự bất công bằng ở trong lớp. Bất công bằng đó là gì? Trời ơi sao mình học xuyên quá trời xuyên mà cuối cùng là vì là mình không có miệng, mình không có miệng, không có miệng ở đây là gì? Tức là khi lúc học á là phải thân với cô giáo nè, phải thân với cô giáo, phải thường xuyên nói chuyện với cô giáo nè, được không ạ? Để cô giáo nhớ mặt mình. Tới lúc cô chấm bài nhiều khi cô tăng lên điểm, được không ạ? Thường học sinh đi học sẽ có những tâm lý đó vì lý do là mình không ngọt ngào, mình không biết định này nọ nên là mình học muốn chết luôn mà được có chừng đó điểm, trong khi đứa kia mình thấy nó có học gì đâu mà tại sao điểm cao hơn mình. Tâm lý sinh viên thường nó sẽ có những cái đó, được chưa các bạn ha? Nhưng mà ra trường rồi tụi em sẽ thấy có nhiều cái căng thẳng tâm lý mà nó sẽ dễ dẫn tới tâm thần hơn, được không ha? Nhưng mà thường là về lớn rồi thì bắt đầu các bạn sẽ có kinh nghiệm sống, có kinh nghiệm sống nên là các bạn cũng ít có những cái hành động mà nó có khả năng nguy hiểm cho các bạn hoặc là cộng đồng. Còn ví dụ như ở cái lứa tuổi mà học đường, đặc biệt là lứa tuổi dậy thì, nếu như mà tạo nên một cái stress gì đó là nó có khả năng nó sẽ gây ảnh hưởng tới tính mạng của nó, tự tử đó các bạn. Có mấy vụ các bạn thấy không? Xin mẹ mấy triệu bạc đi chơi hoặc đi mua xe không cho, nhảy lầu tự tử đó. Được không ha? Nhảy lầu tự tử đó các bạn. Được không ha? Tại vì lứa tuổi đó chưa có suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống. Được không ha? Chứ còn bây giờ các bạn thấy không? Giờ chúng ta mới thấy là dạ, mình khỏe mạnh đó là một điều rất là hạnh phúc rồi ha. Chứ đừng nghĩ tới những cái vấn đề tự tử chỉ vì xin mẹ tiền mẹ không cho. Rồi do những rối loạn hoặc là do gì đó các bạn, di truyền. Người ta nói rằng là nó không có tính chất tuyệt đối, được không ạ? Con đem xuống cho trong bồn tắm, sao con để đây? Bỏ xuống bồn tắm. Rồi do tính chất di truyền các bạn, tính chất di truyền thì chúng ta thấy là gì? Người ta nói là không có tuyệt đối. Ở đây có nghĩa là tuyệt đối đây có nghĩa là gì? Không phải rằng là ví dụ như các bạn tới chơi nhà, các bạn thấy chết rồi, ba của người yêu mình bị bệnh tâm thần, không biết nó có bị bệnh hay không. Đâu, nó không di truyền các bạn, nó không có di truyền, nhưng mà nó có tính chất gia đình. Và cô đã gặp rồi, cô thấy rồi, cô thấy rồi các bạn, tức là bạn thân của mẹ cô luôn các bạn, bạn thân của mẹ cô luôn. Đó là chú Tinh Linh, chú Linh. Thì ba mẹ của chú này giàu các bạn, nhà ở bên Mỹ hết mà các bạn, bên Mỹ hết mà. Thì ba của chú này là, nhà của chú này có tiền sử là bệnh tâm thần đó các bạn. Thì ba của chú là cũng bị bệnh tâm thần. Cái cưới về thì chú này cũng bình thường các bạn, cũng tôi thấy cũng bình thường. Lúc mà ở Việt Nam các bạn, ở Việt Nam thì tôi thấy cũng bình thường, chỉ có một cái là các bạn biết không, rất là hay ghen. Ghen thái quá các bạn, tại vì cô này cô cũng đẹp gái nữa, đẹp gái nữa các bạn. Được không ha? Cô này cũng đẹp gái lắm. Cao, cô đó chắc cao ít nhất cũng gần 1m7 các bạn, mà trong quê là rất là đẹp gái. Cái bắt đầu là gì ạ? Khi còn ở Việt Nam á, là tôi thấy có một đặc trưng, có một đặc trưng đó là chú này hay đánh vợ. Thì hồi đó mình, tôi cũng còn nhỏ, tôi nghĩ là chú này thì cũng không được đẹp cho lắm các bạn, được không ha? Cũng dễ nhìn chứ không gọi là xấu, nhưng mà cô này thì cũng đẹp gái quá, chắc là ghen, ghen hay quánh thôi, đúng không? Sau một thời gian thì cũng có hai đứa con rồi các bạn. Sau một thời gian thì thấy là cổ nó là cổ chịu không nổi, nó cổ ly dị, cổ ly dị, được không ha? Thì ly dị bắt đầu là chú này chú qua bên Mỹ chú ở, được không ha? Đưa cả gia đình qua Mỹ, qua diện theo gia đình các bạn, qua Mỹ ở. Qua Mỹ thời gian thì bắt đầu là chú này phát bệnh tâm thần lên các bạn, phát bệnh tâm thần lên, được không ha? Đó là người ta mới nói là theo gen của ba. Thì sau này bắt đầu là làm giấy tờ bảo lãnh cho hai đứa con qua các bạn, hai đứa con ở mẹ mà, thì bắt đầu là làm giấy tờ để bảo lãnh hai đứa con qua. Thì chỉ bảo lãnh được đứa con gái thôi, tại vì đứa con trai là nó quá tuổi các bạn, hình như mà bảo lãnh theo cái diện đó hình như là không quá 15 tuổi hay bao nhiêu đó, tôi không nhớ nữa. Nhưng mà chung quy là thằng con trai nó bị quá tuổi nên không qua được, được không ha? Và đứa con trai nó ở tại Việt Nam và nó rất là sướng nha các bạn. Cái từ năm 2012 các bạn, mà mẹ nó đã mua cho nó một căn nhà ở bên đường, mua nhà riêng nha các bạn, mua nhà riêng cho nó một căn nhà ở bên đường Thích Mục Đức các bạn, mua nhà riêng cho nó luôn rồi đó, được không ha? Mà lúc đó nó mới học cấp 3 chứ mấy các bạn, mà đã có nhà riêng luôn rồi đó nha các bạn, được không ha? Có nhà riêng luôn rồi. Thì là chung quy là cuộc sống nó đủ đầy, anh chàng này thì cũng không quậy phá gì các bạn, chị cũng có học bình thường này. Học cũng không có mức độ gọi là học ngày học đêm để bị tâm thần đâu, được không ha? Vậy mà cuối cùng các bạn biết không, cách đây tầm 3-4 năm á, đóng năm bắt đầu là tôi nghe cô đó gọi điện cho mẹ tôi á, là cũng nói là bây giờ bắt đầu là nó tên gì tôi không nhớ, tôi chỉ biết tên ở nhà là tên Bo thôi, là nó bây giờ nó bắt đầu nó giống ba nó rồi đó mà, là nó cũng bắt đầu có những cái hành động là giống như là bị cổ nó là giống y chang ba nó, là hiểu rồi các bạn, là có dấu hiệu của tâm thần rồi đó, được không ha? Nên là tôi thấy không, đời ông nội nó bị nè, tới ba nó bị và tới nó cũng bị luôn, được mà. Nên họ nói là gì các bạn, nó không tuyệt đối là như vậy đó, được không ha? Thì cái này là nó theo cái bệnh lý về bên, nhiều khi là cái
những cái vấn đề nó liên quan tới cái vấn đề di truyền, cũng như các bạn thấy tính cách các bạn á, các bạn đấy không ạ, tính cách của các bạn nó cũng sẽ hơi hướng giống cha mẹ của các bạn á, đúng không? Hoặc sức khỏe cũng vậy, các bạn đấy đi, mình mà sinh ra trong một gia đình mà rụng răng sớm là tôi nói các bạn thế nào các bạn cũng sẽ rụng răng sớm. Rồi mình sinh ra trong một gia đình là gì, ba mẹ của mình tóc bạc sớm á, là tới các bạn thế nào tóc cũng sẽ bạc sớm, được không ha? Thì đó là những cái đặc trưng về di truyền rồi các bạn, nó không tuyệt đối và họ chưa tìm được nó trên cái gen gì hết, nên là họ nói là gì, có tính chất gia đình. Và phụ thuộc vào nhân cách, ví dụ như họ nói là gì ạ, những người mà nhân cách bền vững gọi là mạnh mẽ các bạn, một con người mạnh mẽ thì thường hay ít bị bệnh tâm thần, còn những người gọi là vì em yếu đuối không ha thì sẽ dễ bị bệnh tâm thần hơn. Đó mà nên là chúng ta cố gắng làm cái gì, cố gắng Chị biết là con mắt của con hư không? chúng ta cố gắng là gì các bạn, đó là cố gắng mình mạnh mẽ lên tí xíu không các bạn ha, để mình đừng để bị tâm thần. À, đó cho hình ảnh các bạn đó, cố gắng là mạnh mẽ lên, và phụ nữ thì lại càng phải mạnh mẽ hơn. Cầm nhau lên cho mấy à, xin lỗi các bạn ha. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy đưa lên những cái slide đó các bạn thấy không, người ta nói là giờ con gái à thì hãy cố gắng là gì, các bạn hãy cố gắng là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông á, mà làm phụ nữ thì càng phải mạnh mẽ hơn. Hồi trước chúng ta thường hay nghe một câu là gì ạ, phụ nữ là phái yếu, đàn ông là phái mạnh, nhưng mà cái xã hội bây giờ nó không phải như vậy nữa các bạn. Tại vì sao, ngày xưa đàn ông là ra chiến trường, họ gọi là họ làm những công việc về tay chân lao động, thì hiển nhiên so về sức mạnh thì nữ không thể nào bằng nam được các bạn, nữ không thể nào bằng nam được, đó là sự thật đúng không? Nam họ có thể là làm những công việc nặng nhọc hơn rất là nhiều, nhưng mà nữ chúng ta không thể nào làm bằng họ được. Đó, mặc dù em có manly cỡ nào đi chăng nữa thì cũng rất là khó mà làm những cái công việc mà nặng nề được giống như nam, là không ha. Đó, nam nó sẽ mạnh hơn các bạn. Đó, về cơ bắp này nào nó đều mạnh hơn các bạn. Nhưng mà về vấn đề tinh thần, về vấn đề tinh thần thì người ta nói là gì các bạn biết không? Nữ sẽ mạnh mẽ hơn nam, nữ chịu đựng giỏi hơn. Đó, không ha? Nữ sẽ chịu đựng giỏi hơn nam. Nên là người ta nói là chúng ta hãy cố gắng giữ gìn cho gì các bạn, cái tinh thần chúng ta nó mạnh mẽ lên, đúng không? Tại vì chúng ta được quyền ví dụ là gì các bạn, chúng ta được quyền là chúng ta bực quá, chúng ta buồn quá, chúng ta được quyền gì, được quyền khóc, được quyền xả stress ra. Nhưng ngược lại bây giờ ví dụ như một anh nam đi, ảnh muốn khóc cũng rất là khó, được không ha? Bây giờ ví dụ trong lớp mình có mấy anh nam là tự nhiên bây giờ hả, rớt môn của tôi, được không ha? Chết mồ rồi, cô Hương cô cho kiểm tra sao ra bảng điểm có 3 4 điểm rồi xong phim, được không ha? Đó, rồi xong phim rớt môn này rồi coi chừng cổ cho rớt 7 8 lần rồi khỏi ra trường, vì môn của Hương ra trường, chẳng lẽ giờ khóc, chẳng lẽ giờ lên 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 gặp tôi năn nỉ khóc này nọ, được không ha? Chắc tôi nổi hết da gà quá các bạn, được không ha? Nên là nam họ sẽ, nam cũng vậy các bạn, nam cũng sẽ có những tìm những cái cách mà chúng ta làm gì các bạn, giải tỏa bớt những cái stress, những cái lo lắng của mình đi, còn nữ thì có thể khóc, được không ha? Đó là mỗi người mỗi giới nó sẽ có những cái cách mà để làm gì, để gọi là giải tỏa stress đi, và hãy cố gắng là mạnh mẽ lên tất cả các mọi tình huống để đỡ bị những bệnh lý và tâm thần. Rồi tuổi tác thì chúng ta thấy là giờ mỗi tuổi nó sẽ có những cái đặc điểm bệnh riêng, ví dụ ở em bé thì bị gì? Tự kỷ, tăng động giảm chú ý, bị hội chứng tic, được chưa? Bắt đầu ở tuổi chúng ta thì bị cái gì, bị trầm cảm ở nữ, bị hưng cảm ở nam, bị tâm thần phân liệt. Nhưng còn ví dụ người già thì họ sẽ bị những cái dạng gì, ví dụ như họ bị Alzheimer, sau đó giờ chuyển sang những cái vấn đề về tâm thần luôn, được không ha? Hoặc là gì các bạn, đó là họ bị những cái dạng dạng bệnh, ví dụ như là gì, ảo thanh ảo giác vân vân, được chưa ha? Thì mỗi lứa tuổi chúng ta sẽ thấy là gì, nó sẽ có những cái đặc trưng về tâm sinh lý riêng, nên nó sẽ có những cái bệnh lý riêng. Ví dụ như bây giờ một đứa con nít nó có thể là ngồi trong một góc, nó lấy con gấu ra nó nói chuyện với con gấu bình thường, được không ha? Rồi người già ở nhà hoài mình nói chuyện với con gấu, được không ha? Hay nói chuyện với con gấu nhiều khi mình thấy nó cũng bình thường, tại vì xã hội cô đơn, được không ha? Người già thì cô đơn không biết nói chuyện với ai, được không ha? Còn ví dụ như em bé đi, em bé đang giai đoạn tập nói, nó đang giai đoạn gì các bạn, tập gọi là tập đóng kịch này nọ, học ở trên trường, được chưa ha? Còn ví dụ như bây giờ bản thân tôi với các bạn bây giờ đi, tôi với các bạn bây giờ nè, có gì, có điện thoại, có group chat Zalo, có group chat Viber, có group chat Facebook, được không ha? Mà bây giờ suốt ngày ngày nào cũng đi ra nói chuyện với con chó hết, được chưa ha? Ngày nào cũng ra nói chuyện với con chó hết là coi chừng chúng ta có vấn đề. Được chưa? Mỗi lứa tuổi nó sẽ có những cái tâm lý sinh lý riêng, được không ha? Để chúng ta chuẩn đoán hội bị tâm thần. Về giới tính thì họ thường thấy là gì, nam bị nhiều hơn nữ,
các bạn thấy không? Nên hồi nãy cô mới nói rằng là gì, chúng ta cứ nói nam là phải mạnh, là mạnh đây là gì các bạn, mạnh cơ bắp, còn về vấn đề tinh thần thì là gì ạ, nữ chúng ta sẽ mạnh hơn nam được không ạ, chứ không phải là nam đâu các bạn, được không ạ? Nam họ chịu áp lực về tâm lý rất là nhiều các bạn, nên rằng là lớp mình những bạn nào mà đang có người yêu á, đúng không, thì chúng ta phải gọi là san sẻ những thứ mà cuộc sống bây giờ nó gọi là công bằng các bạn, được không ạ? Ví dụ như đơn giản mới tán thì không nói ha, chứ còn khi đã yêu lâu rồi, cái đơn giản nhất là đi ăn các bạn, ngày hôm nay anh trả, mai em trả, được không các bạn ha? Cái điều đơn giản nhất của chúng ta là nó là đến từ những cái công bằng ngay từ khi yêu đó các bạn, được không ạ? Để ví dụ như sau này chẳng hạn như cưới về đúng không, mình cũng sẽ có những cái sòng phẳng, ví dụ như là gì, tôi nè bỏ đồ mới giặt nè, thì anh phải làm gì, anh phải phơi đồ, được không ha? Rồi tôi nấu cơm rồi nè, lát anh phải gì, anh phải rửa chén, rồi hôm nào em mệt quá thì anh làm luôn, mà hôm nào anh mệt thì em làm luôn. Thì các bạn, đó là những cái mà chúng ta sẽ giúp cho nó đỡ, gọi là có những cái hành động các bạn, đỡ bị những cái gây ra những cái stress và sẽ dẫn tới những bệnh lý tâm thần. Nó có thể do gì nữa, do sức khỏe bị giảm sút, hoặc do mất ngủ kéo dài, hoặc thiếu dinh dưỡng, hoặc là làm việc quá mức, thì nó đều có thể ảnh hưởng tới vấn đề về tâm thần chúng ta cả, đúng không? Rồi đây là những cái hình ảnh của thể hiện cái bệnh về tâm thần phân liệt các bạn ha. Ví dụ như trên hình ảnh tụi em thấy, cái hình ảnh đầu tiên tụi em thấy ha, đó là một cái dạng gì, cái dạng gì đó các bạn ha, đó là người ta gọi là cái gì các bạn, đó là một cái dạng mà không có ai ở xung quanh mình hết, không ai làm hại gì tới mình hết, không ai chửi bới mình gì hết, nhưng mà sao các bạn, trong đầu của mình tự gọi là tự suy nghĩ ra gọi là ảo thanh các bạn, được không ạ? Ảo thanh, ảo giác các bạn, ảo tưởng đó, được không ạ? Là có những người nào đó đang chửi mình, đang sỉ vả mình, đang muốn gây hại mình, được chưa? Đó các bạn, được chưa các bạn? Rồi ok nha em, thì nghĩ đi nha. Rồi như vậy bắt đầu là gì các bạn ha? Lúc nào cũng nghĩ là có những người nào đang chửi mình, đang quậy, đang phá mình, được không? Muốn hại mình, được không các bạn ha? Như vậy nếu là chúng ta không kịp thoát ra cái tình trạng này thì lâu ngày chúng ta sẽ dẫn tới bị bệnh tâm thần, được chưa ha? Và ngày nó sẽ càng nặng hơn, ngày nó sẽ càng nặng hơn các bạn. Nên nhân những cái trường hợp tình huống này chúng ta phải làm gì các bạn? Dẫn bệnh nhân đi điều trị, được không ha? Nên nhiều khi tôi nói các bạn là sống một cuộc sống gọi là không suy nghĩ quá nhiều á, đôi khi là tốt, được không ha? Tức là nhiều khi tôi nói các bạn là nhiều khi tôi nghĩ các bạn, tức là mình không suy nghĩ quá nhiều, mình không bon chen quá sự nghiệp các bạn, mình không bon chen quá nhiều, ai làm gì kệ mình cứ làm hết việc rồi mình đi về. Đúng không? Mình cứ làm hết việc rồi mình đi về. Nhiều khi thấy cuộc đời như vậy nó lại gọi nó là nó lại gì ạ? Nó là hạnh phúc quá các bạn. Còn mà chúng ta bon chen quá nó là dễ khổ, đúng không? Nên họ mới nói là đôi khi chúng ta cần phải nhìn lên để chúng ta chạy, để cho kịp cái sự phát hiện của xã hội, được không ha? Nhưng mà cũng sẽ có những lúc chúng ta hãy nên dừng lại một tí xíu, nhìn xuống, được không ha? Chứ còn không, các bạn thấy không? Có những lúc các bạn nhìn thấy nè, khi mà các bạn bon chen cuộc sống là bắt đầu ha, lúc nào cũng muốn lên là sẽ bắt đầu là gì các bạn biết không, sẽ có nhiều người muốn vùi dập các bạn xuống, được không ạ? Và lúc đó là gì, các bạn nhìn trên những hình ảnh các bạn thấy rồi, đúng không ạ? Bị những cái ảo giác ảo tưởng luôn, là có những người là lúc nào muốn chửi dí các bạn xuống dưới như mày vậy. Rồi có những ảo thanh ha, có những cái tác phong lứa tuổi thường hay bị 18 tới 30 tuổi các bạn. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng thuốc an thần kinh và có những lao động thích ứng với xã hội. Nguyên tắc của bệnh tâm thần là vậy các bạn, là chúng ta đều phải cho bệnh nhân, tất cả chúng ta đều phải cho bệnh nhân lao động hết, chứ chúng ta không cho bệnh nhân ở nhà. Cho bệnh nhân ở nhà thì bệnh lý nó càng ngày nó sẽ càng nặng hơn. Rồi như trên hình ảnh tụi em thấy nè, được không ạ? Đang cầm cái bàn chải đánh răng, chỉ là đơn thuần là cầm cái bàn chải đánh răng thôi, mà là tưởng tượng đó là gì, tưởng tượng ra là đang cầm con dao, được không ạ? Hoặc ví dụ như các bạn nhìn thấy không ạ, lúc nào cũng tưởng tượng là có người đang muốn giết mình, được không ạ? Có tưởng tượng là có những người đang giết mình, hoặc là có nhiều người họ mất ngủ các bạn, họ mất ngủ thì họ lúc nào trong đầu họ cũng nghĩ là gì, họ cũng nghĩ là trong đầu là có tiếng người và người đang muốn hãm hại mình, không ạ? Đó là lúc nào cũng muốn là hãm hại mình các bạn, gây nguy hại cho bản thân mình. Thì thường chúng ta cũng sẽ gặp trong những tình huống này là gì, đó là chúng ta căng thẳng quá chúng ta cũng sẽ gặp các bạn. Rồi động kinh, thế là theo các bạn, ví dụ như trong trường hợp mà một bệnh nhân bị động kinh, em đi ngoài đường mà em gặp một bệnh nhân động kinh thì em sẽ xử trí như thế nào?
Đỗ Thị Mỹ Nhiên. Đỗ Thị Mỹ Nhiên có đây không em? Mà dạy. Có hả? Không có loa hả? Lớp mình có nhiều bạn không có loa gì ta. Trần Thị Yến Nhi. Trần Thị Yến Nhi có đây không em? Có cô. Rồi, thế bây giờ em gặp một bệnh nhân mà họ mình đang đi trên đường đi. Bây giờ em gặp một bệnh nhân mà nó bị lên cơn co giật động kinh đi, em sẽ xử trí như thế nào? Em sẽ gọi người tới giúp ạ. Rồi làm gì nữa? Xong rồi nhờ người nào đó gọi điện xe cấp cứu tới ạ. Gọi xe cấp cứu tới. Không à, bản thân em ở đó em sẽ xử trí gì cho người bệnh? Em sẽ đỡ người ta lên chút. Đỡ người ta đang lên cơn co giật mà em đỡ người ta sao được? Đỡ người ta té ngoài đường sao cô, phải đỡ chứ cô. Đỡ người ta đi đâu hay là đỡ trên tay? Ý là đỡ, ví dụ người ta mà té giữa đường thì mình kéo người ta vô trong lề đường đó cô. Rồi các bạn đợi cô tí nhé. Rồi xin lỗi em, mà trả lời tiếp đi em. Em đỡ bệnh nhân. Đỡ bệnh nhân là gì ạ? À? Đỡ bệnh nhân tới vị trí an toàn hay là em đỡ trên tay nhỉ? Đỡ bệnh nhân tới vị trí an toàn. Rồi tới vị trí an toàn, được không ạ? À? Rồi sao nữa? Xong bệnh rồi. Nhân khi cho bệnh nhân nằm nghiêng. Cho bệnh nhân nằm nghiêng một bên để chống hít sặc và gì nữa. Xong rồi tìm một khúc cây gì đó cho bệnh nhân nằm lại để không bị cắn vô lưỡi. Kìm khúc cây hả? Dạ. Cái khúc cây đó như thế nào? Cái khúc cây nó vừa với miệng bệnh nhân để cho bệnh nhân nằm. Ừ. Rồi gì nữa? Xong rồi kiểm tra thử trong người bệnh nhân có thuốc hay là gì để mình nhận định coi thử bệnh nhân có dấu hiệu gì để uống thuốc lúc đấy à. Ừ, rồi cảm ơn em ha. Thì như vậy chúng ta thấy như thế này nè các bạn, giống như bạn mình nói ha. Nhưng mà bạn mình nói chưa rõ cho tí là như thế này nè các bạn. Đó là khi mà chúng ta ở ngoài đường, chúng ta gặp một bệnh nhân mà họ bị lên cơn co giật. Được chưa? Lên cơn co giật hoặc lên cơn động kinh. Thì như vậy chúng ta thấy điều đầu tiên là gì? Đó là cho bệnh nhân nằm tại vị trí an toàn. Được chưa các bạn? Cho bệnh nhân nằm ở vị trí an toàn. Ví dụ như các bạn sẽ thấy đây là gì? Đó là chúng ta sẽ cho bệnh nhân đó là nằm tại mặt phẳng cứng. Ví dụ như tình hình tụi em thấy nè, nằm trên sàn nhà nè, được không? Mà nằm xuống mặt đường, ví dụ như họ đang ở ngoài đường. Chứ đừng có để bệnh nhân ở những vị trí, ví dụ họ đang ở trên xe, lập tức phải để họ xuống mặt đường liền. Và chúng ta phải chú ý xem là cái mặt đường đó nó có an toàn hay không. Được không? Chứ mặt đường mà đầy sỏi đá hoặc là xung quanh nó có những vật nhọn thì nó có khả năng sẽ nguy hiểm khi họ lên cơn co giật. Rồi tiếp theo là gì? Hiển nhiên là sẽ gọi người cấp cứu. Được không ạ? Vừa làm vừa gọi người cấp cứu, được chưa? Rồi cho bệnh nhân nằm nghiêng một bên. Được chưa? Cho bệnh nhân nằm nghiêng một bên để làm gì các bạn? Mục đích là nếu trong trường hợp thường người ta lên cơn co giật thì nó sẽ trào cái nước bọt ra các bạn. Như vậy thì sao ạ? Mục đích là để cái nước bọt này hoặc là chất nôn ói nó đi ra ngoài. Chứ chúng ta cứ để thẳng như vậy thì bắt đầu là gì? Nó sẽ rơi qua đường thở. Được chưa? Nó rơi qua đường thở thì bệnh nhân họ sẽ tử vong. Rồi một cái biến chứng là có khả năng đó là gì? Đó là bệnh nhân họ sẽ cắn lưỡi trong quá trình co giật. Được không ạ? Nên là các bạn thấy là gì? Tìm cách để giữ lưỡi bệnh nhân lại. Nếu ở bệnh viện thì chúng ta sẽ đặt tiếp mây do. Còn bây giờ nó sao? Còn bây giờ nó là ở ngoài hiện tại, hiện trường. Thì không có cái đó thì chúng ta có thể lấy một cái vật gì đó. Ví dụ như là bạn mình nói là cái cây. Đúng không ạ? Nhưng mà nguyên tắc là gì? Cái cây hoặc là ngón tay em hoặc là cái gì cứng.
mà dùng để chắn ngang cái miệng bệnh nhân là để hạn chế tình trạng cắn lưỡi là gì? Nguyên tắc là gì các bạn? Phải lấy một cái dẻ. Cái dẻ làm gì ạ? Quấn cái tay lại, được không? Quấn cái tay lại hoặc là cứng cái cây đó lại. Được chưa? Chứ lỡ như bệnh nhân họ cắn trúng tay thì máu nó chảy ra. Như vậy nó rơi máu xuống đường thở cũng nguy hiểm. Hoặc là trong trường hợp cái cây đi, bệnh nhân họ cắn trúng cái cây nó sẽ gây gãy răng và rớt răng ngược lại đi không? Hoặc là cái cây nó bị bể ra thì nó cũng rơi đường thở, bệnh nhân họ cũng sẽ chết vì những nguyên nhân đó. Nên là chúng ta phải lấy dẻ chúng ta quấn cái đó lại. Được chưa? Quấn cây, quấn tay lại. Rồi mới đưa cho bệnh nhân làm gì các bạn? Đè ngang con miệng bệnh nhân thế này để hạn chế cái tình trạng cắn lưỡi. Được không? Thôi trong quá trình mà bệnh nhân họ lên cơn co giật như vậy á, thì chúng ta nguyên tắc là gì? Không sử dụng một cái loại thuốc gì cả. Thường ví dụ như là sau khi hết cơn co giật rồi, bắt đầu chúng ta sẽ hỏi về gia đình là bệnh nhân là họ bị cái gì, đúng không? Rồi có mang thuốc đi theo hay không. Ví dụ như họ bị động kinh đi các bạn, được không? Thì chúng ta sẽ hỏi là đến cử uống thuốc chưa, được không? Thì chúng ta mới cho uống. Nhưng mà tốt hơn hết là gì các bạn? Nó hết cơn co giật rồi, chúng ta sẽ hỏi lên xe cấp cứu và đưa tới bệnh viện. Các bạn sẽ đưa tới bệnh viện. Và lúc đó lên bệnh viện họ sẽ có những loại thuốc thích hợp với tùy tình trạng của bệnh nhân, họ sẽ sử dụng, đúng không ạ? Và hoang tưởng. Hoang tưởng thì đây là một cái triệu chứng của rối loạn tư duy. Ví dụ như là gì các bạn? Bệnh này có thể là khỏi bệnh hoặc là có thể thuyên giảm. Thường có những cái hoang tưởng, ví dụ như đơn giản thế này nè. Có những lứa tuổi mà các bạn sẽ bị hoang tưởng, thường là lứa tuổi dậy thì. Lứa tuổi dậy thì ở đây. Đó là gì các bạn? Người ta không có hề yêu mình mà mình cứ nghĩ là mình người ta yêu mình. Là không à. Nhiều khi đi quán cà phê, đi quán cà phê cứ ngủ, đang ngủ cà phê cứ tự nhiên nhìn qua bàn bên cạnh thấy có anh. Ủa sao anh cứ nhìn mình hoài ta? Hay là anh này anh muốn anh yêu mình rồi. Được không à? Sẽ có những suy nghĩ đó các bạn, được không? Tại vì tôi cũng từng trải qua giai đoạn đó rồi mà. Được không? Nên tôi cũng sẽ biết. Hoặc có những anh nam thì gọi là bệnh mắc bệnh hoang tưởng. Đúng không? Người ta đâu có hề yêu thương mình gì đâu mà mình cứ nhìn người ta bắt đầu lúc nào cũng nghĩ là gì? Người ta thích mình á. Thích mình đó, nhưng mà thật ra đâu phải nhìn mình đó, nhìn nhỏ bán hàng. Được không à? Được không à? Không có nhìn, không nhìn mình mà nhìn con nhỏ bán hàng. Được chưa? Nên cái đó là một dạng hoang tưởng nhẹ đó các bạn. Được không à? Nhìn cũng nghĩ ai cũng cũng nghĩ tới là họ yêu mình, thật ra đâu có yêu đâu. Được không à? Rồi, ngoài ra có những cái dạng hoang tưởng, ví dụ như là gì? Hoang tưởng gì các bạn? Hoang tưởng bị hại. Là lúc nào cũng nghĩ là gì? Có những người xung quanh muốn hại mình, đưa đồ ăn cho mình là cứ nghĩ là ô chắc nó bỏ thuốc độc. Được chưa? Rồi ví dụ như là gì các bạn? Hoang tưởng ghen tuông. Chồng đi làm mà lúc nào cũng nghĩ là gì? Chồng chắc đi ngoại tình với người này người kia. Cô có gặp rồi. Được không ha? Đó là tôi nói các bạn ha, ghen cực kỳ ghen luôn nha các bạn. Những người gọi là tiếp xúc với anh đó là chỉ được là nam thôi. Còn nếu là nữ nha các bạn, nếu là nữ nha là hả, mà chỉ cần nói chuyện mà cái anh em ngọt 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 tí xíu thôi là xong phim rồi đó. Xong phim với cô vợ rồi đó các bạn. Được không ha? Đó. Rồi giờ bắt đầu là gì các bạn mấy anh? Đi làm, đó là chồng đi làm đúng không? 7 giờ rưỡi vô tới trường là bắt đầu là gì? 7 giờ 15 mới cho đi. Và bắt đầu trường tôi là 4 rưỡi tan nè các bạn. 4 rưỡi tan là bắt đầu là gì? 4 rưỡi mà bắt đầu là canh thời gian từ nhà, từ trường về tới nhà mà chưa xuất hiện là thôi mệt với cô đó luôn rồi đó các bạn. Đó không à? Rất là ghen, ghen cực kỳ ghen đó các bạn. Đúng không? Lúc nào cũng nghĩ là chồng mình sẽ ra đường quen cô này quen kia á. Đúng không à? Đó là một dạng của gì các bạn? Hoang tưởng ghen tuông. Nên họ mới nói là lý do tại sao ở trên chúng ta thấy là gì? Họ mới nói là cái bệnh này nó có thể là tự hết, hoặc là thể thuyên giảm, hoặc nó có chuyển qua những cái dạng tâm thần nặng luôn. Nên họ nói muốn để mà không bị cái dạng mà hoang tưởng ghen tuông thì làm gì các bạn? Các bạn phải đi làm. Được không à? Thường là gì à? Thường những người mà bị cái dạng hoang tưởng ghen tuông này là các bạn biết không? Đa phần là phụ nữ nội trợ ở nhà mà chồng đi làm. Thường nó xảy ra những cái trường hợp đó không các bạn? Ở nhà mà không có mối quan hệ, được không ạ? Ở nhà không có mối quan hệ, thường bắt đầu là gì? Chị chồng đi làm nó có mối quan hệ, mà các bạn biết rồi, cuộc sống mà, đi làm đâu phải mỗi chỉ biết là sáng đi làm tối về. Người ta còn có đi nhậu nhẹt bạn bè này nọ nữa các bạn. Bắt đầu là mình ở nhà mình đâu có mối quan hệ gì đâu. Được không ạ? Các bạn muốn có quan hệ, các bạn muốn đi đám cưới. Các bạn muốn đi đám cưới, được không ạ? Rồi nghĩ đi nha Như. Các bạn muốn đi đám cưới hoặc là các bạn muốn đi nhậu này nọ với đồng nghiệp thì các bạn cũng phải đi làm. Chứ em ở nhà không có, em có mối quan hệ ai. Được không à? Còn bạn bè của cấp 3 hoặc là bạn bè cao đẳng, bạn bè đại học này nọ, lúc đó nó cũng đi theo bạn bè của cơ quan rồi, đâu có theo các bạn nữa. Được không à? Chưa kể mỗi người mỗi nơi đó bạn, mỗi đứa mỗi tỉnh nữa, đâu có thể còn nào gặp mặt nhau được. Được không à? Nên là thường tôi thấy ở trên lâm sàng cái dạng hoang tưởng ghen tuông này thường đó là ở nhà.
hoặc là ông chồng vì một lý do đó thất nghiệp ở nhà trong thời gian tìm công việc mới mà tìm hoài không ra, vợ ở nhà vợ nuôi, bắt đầu là vợ phải đi ra ngoài bươn chải, bắt đầu làm, phải đi làm nhiều hơn, rồi trang điểm lên tí, bắt đầu là nghĩ vợ ngoại tình. Đó. Nghi bị bệnh. Có những người bị cái dạng bệnh này rồi đó, là hồi trước cô đi học cô cũng gặp một trường hợp là cái chị này sao không hề bị bệnh gì hết. Trên thực tế, trên cái vấn đề mà gọi là cận lâm sàng, các bạn chụp MRI nè, rồi chụp CT nè, rồi làm xét nghiệm máu nè, rồi khám dùng tai nghe bác sĩ khám nữa các bạn, làm tất cả mọi thứ hoàn toàn bình thường hết. Nhưng mà ngược lại cổ có, cổ lúc nào cổ cũng kêu đau chỗ này, đau chỗ kia, nhức đầu chỗ này, nhức đầu chỗ kia, mệt chỗ này, mệt chỗ kia, mà trong khi đó toàn tất cả mọi thứ đều bình thường hết. Được không ạ? Như vậy nên bắt đầu là gì ạ? Lúc đó người ta gọi là gì các bạn? Bác sĩ chuẩn đoán là gì? Qua viện tâm thần đi. Và lúc đó người ta dạng gì các bạn? Đó là dạng hoang tưởng nghi mình bị bệnh. Lúc nào mình cũng nghĩ bị bệnh mà trong khi đó mình không hề bị bệnh gì cả. Được không ạ? Rồi hoang tưởng tự cao. Mình là con mèo mà tưởng mình là con hổ đó. Được không ạ? Cái ngồi học cái chừng phát hiện ra lớp mình có mấy đứa bị nha. Rồi hoang tưởng cảm thụ như là đóng kịch kỳ quái, hoặc là nhận nhầm, hoặc là do cái tác dụng phụ của thuốc an thần kinh. Thì ví dụ như các bạn thấy là gì, cái hoang tưởng mà đóng kịch này là thường xảy ra ở đâu? Thường xảy ra ở người già. Bà nội chồng cô đã từng bị rồi, được không ạ? Tức là khi mà bà gần chết các bạn, còn đâu tầm có 1-2 năm bà chết đó, là lúc đó là sao ạ? Tự lấy rượu các bạn, đứng trước gương, được không ạ? Tự lấy rượu là đứng trước gương các bạn, tự vô và tự uống với lại cái bóng của mình trong gương đó các bạn. Đó là dạng đóng kịch đó các bạn, được không ạ? Thì lúc đó là người ta gọi là bị rối loạn tâm thần tuổi già. Lúc đó là cũng bà sống hình như 110 mấy tuổi lận các bạn, cũng nói chung là cũng già rồi, không à? Rồi ví dụ trên hình ảnh các bạn này, lúc nào cũng nghĩ tôi đây là một con chó, đại không à? Thực tế thì ở ngoài lâm sàng chúng ta cũng thể gặp rất là nhiều bệnh nhân rồi. Ví dụ tụi em mà đọc báo thì em cũng biết đúng không? Có những có trường hợp cái bà gì vợ của tỷ phú gì đó các bạn, là hả chồng rất là thích con mèo, nên bắt đầu bà tự làm gì? Bà tự bà đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi bà biến thành con mèo đó các bạn. Bà tự phẫu thuật thẩm mỹ bà biến thành con mèo đó, được không à? Để chồng yêu hơn, cuối cùng chồng có yêu hơn đâu, được không à? Chồng mình thích con mèo đó, nghĩa là mình biến thành con mèo thì chồng mình sẽ yêu mình hơn. Và có những người là phẫu thuật thẩm mỹ biến thành con vẹt đó các bạn, trên thế giới có đó, được không ha? Thì hả, theo về y học thì họ xếp đây là dạng bị tâm thần đó các bạn, chứ người thường không ai có những cái hành động như vậy. Rồi ví dụ trên hình ảnh của các bạn này ha, mình thì rất bình thường nhưng mà nghĩ ta đây là siêu nhân, nó mức độ hơi siêu nhân, nhưng mà nhiều khi các bạn biết không, nó chỉ ở mức độ như thế này nè. Mình thì cũng bình thường, đẹp thì cũng không đẹp, giàu thì cũng không giàu, học thì cũng bình thường, sự nghiệp thì cũng bình thường, nhưng mà lúc nào cũng tưởng ta đây ngon. Dạng đầu tiên đó các bạn, lúc nào chúng ta cũng tưởng là mình ngon, mình ở trên trời không mà ai phải ngưỡng mộ mình. Thật ra làm gì có ai ngưỡng mộ mình, chính bản thân của mình mới ngưỡng mộ mình đó, chứ ai hay ngưỡng mộ mình đâu. Đó là dạng hoang tưởng tự cao đó các bạn. Nói dù cho hình ảnh tụi em thấy ha, tương ớt mà là nghĩ là ai hôn đó, đó bị ghen ha. Hoặc là hoang tưởng bị bệnh, lúc nào cũng nghĩ là gì, ta có bệnh mà thật ra đâu có bệnh gì đâu. Rồi trầm cảm. Trầm cảm là một bệnh lý mà chúng ta thường hay gặp ở phụ nữ, mà thường hay gặp ở phụ nữ. Phụ nữ thường hay bị trầm cảm hơn là nam giới các bạn. Đó là chúng ta nghĩ là gì, thì sao ạ? Thường hay là cái gì cũng chậm chậm mà các bạn, trầm cảm là biết rồi. Suy nghĩ thì chậm chạp, liên tưởng thì khó khăn, thiếu tự tin, được không ha? Nên là cái ngành của mình á, các bạn thấy là gì ạ? Các bạn tự tin thì nó sẽ tạo cho nhiều cơ hội các bạn hơn, được không ạ? Nhiều khi các bạn sẽ nói là nhiều sinh viên tôi dạy, đặc biệt lớp liên thông á, nó nói này nè, ủa tự tin làm được gì cô? Nhưng mà tôi nói đơn giản này, khi em tự tin thì em sẽ ra em giao tiếp được với bệnh nhân. Mà tôi nói các bạn, khi mà em giao tiếp được với bệnh nhân á, nó rất là có lợi cho em, rất là có lợi. Tôi nói đơn giản, ví dụ như giờ này em giao tiếp được với bệnh nhân đi, bắt đầu bệnh nhân họ biết các bạn là thường người ta nói là cái miệng nó dẻo thì nó sẽ đỡ việc tay chân các bạn. Thì như vậy khi mà bệnh nhân họ có gọi là họ có ấn tượng tốt về các bạn, được không à? Thì khi các bạn lỡ có làm sai gì đó thì họ cũng có thể bỏ qua. Rồi bắt đầu nữa là gì ạ? Đó là khi em có mối quan hệ với bệnh nhân rồi thì em có thể đi làm thêm tại nhà cho bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân họ giới thiệu cho các bạn, được không à? Không có gì, tôi nói đơn giản như bây giờ đang dịch Covid nè, được không à? Thì khi mà em tự tin em nói chuyện với bệnh nhân thì bệnh nhân cái cô này cũng giỏi đó, cái anh này cũng giỏi đó. Như vậy bắt đầu là gì? Cổ sẽ về sớm, cổ nó họ sẽ nói với hàng xóm, tôi sau khi tôi đi điều trị F0 ở khu cách ly ABC gì đó, tôi thấy cái cô đó giỏi nè. Như vậy thì gia đình mình cũng có người nghĩ là bệnh đúng không? Thì thuê cô đó về lấy mẫu tại nhà. Các bạn như vậy các bạn cũng sẽ kiếm được tiền.
Đây là cái dấu hiệu đầu tiên của trầm cảm, họ nói là gì các bạn? Đó là thiếu tự tin, đó mà cứ muốn chu rút vô một xóa ngồi không à, đó mà. Và đôi khi trong cuộc sống mình cũng bị mà các bạn, đó mà. Nhưng mà mình nhanh chóng mình thoát ra, chứ còn ngày nào mình cũng chui vô góc mình ngồi biết là có ngày bị bệnh tâm thần đó các bạn. Vậy ra hình ảnh các bạn nè, buồn, trầm buồn, dễ khóc. Rồi hỏi một bạn ha, để hỏi một đứa nào đây ta. Trương Minh Cảnh. Trương Minh Cảnh có đang không em? Dạ có. Dạ có ha. Hồi nãy giờ có ngủ miếng nào chưa? Dạ chưa. Chưa ngủ miếng nào hả? Thế hồi nãy giờ có làm việc riêng gì không Cảnh? Dạ cũng có. À đó cũng có. Nói mà nó không là tôi trừ điểm liền. Chứ gì nữa. Học online mà nói mà em không làm việc gì riêng là tôi trừ em một điểm liền luôn. Cái tội nói dối. Không. Rồi. Em đọc, em nhìn thấy slide trên trên tôi chiếu cho em không? Dạ có. Rồi, em đọc hết mấy đó, em thấy là em có triệu chứng nào trong đó không? Đọc hết mấy cái đó rồi, em thấy em đã từng có một cái triệu chứng nào trong đó chưa? Dạ, có. Có hả? Có cái nào? Dạ. Hay là có hết? Không cô, cái lo lắng lo âu với lại giảm hứng thú, giảm mất hứng thú với gia đình bạn bè công việc sở. À rồi cảm ơn em ha. Như vậy các bạn thấy là gì ạ? À, chúng ta thấy là trong cuộc sống xã hội của mình đúng không? À, không phải riêng gì bệnh bệnh cảnh mà tôi tin rằng là lớp mình chắc chắn tôi nghĩ rằng là tụi em cũng sẽ ít nhất có một cái triệu chứng ở trong cái dấu hiệu trầm cảm này. Ví dụ như bản thân cô là buồn, trầm buồn dễ khóc là có nha các bạn. Đặc biệt là tôi nói các bạn là nhiều, có nghĩa là chúng ta sẽ dễ bị cái này khi nào? Nhiều việc buồn nó tấp của mình liên tục á, được không ạ? Tự nhiên sao, ví dụ như bây giờ tự nhiên đùng cái trong nhà mình có người bị bệnh Covid, chưa sao gì hết bắt đầu học online phát hiện ra mình rớt thêm môn, được không các bạn ha? Như vậy bắt đầu là gì, bị là đúng rồi, được không ha? Đó, bạn Ngọc có 6-8 cái luôn vậy các bạn, được không ha? Tôi hình như có đủ luôn á, được không các bạn ha? Nhưng mà nó không cùng một thời điểm, nó không cùng một thời điểm để cho các bạn ha, chứ mà nó xuất hiện cùng một thời điểm là hơi mệt á. Được chưa? Hoặc nó xảy ra một thời gian dài là chúng ta có vấn đề về tâm thần đó các bạn. Được chưa ha? Nên là sao có nhiều khi là sao các bạn mới cái nhiều điều buồn nó xảy ra tới tấp mình. Nên là gì các bạn? Lúc đó mặc dù kể cả là nam đi chăng nữa các bạn, nhiều khi tôi nghĩ chắc mấy anh nam cũng vậy ha. Rồi như Nguyễn Thị Thương là có đủ hết luôn nè các bạn. Nên tôi nói là trong lớp mình thế nào cũng sẽ có những đứa có hết à. Như cô cũng có hết mà. Nhiều khi có nhiều việc buồn nó tới mình liên tục các bạn. Được không ha? Bắt đầu là mình sẽ dễ khóc có luôn ha. Rút lui của xã hội có không? Có. Tôi nói các bạn nhiều khi bản thân tôi nè các bạn, bản thân tôi đây, được không ha? Chẳng hạn như nhiều người ngoài nhìn vô thấy trời ơi cô này có gì đâu buồn, được không ha? Nhiều khi họ nói là cô này có gì đâu buồn, được không ha? Đó là những người ví dụ như là ai? Ví dụ như trong trường hợp những trường hợp là gì? Những trường hợp mà các bạn thấy rằng là họ à, những người mà dưới các bạn, chẳng hạn như những các bạn mà chưa có việc làm thì họ nhìn tôi cái họ nói là ủa cô có gì đâu buồn. Nhưng mà ai nói các bạn, cuộc sống xã hội mỗi người mỗi khó khăn, được không ha? Có những đôi lúc tôi nói các bạn nha, tôi muốn là hả bỏ hết tất cả mọi thứ lại, đi chui đi lên Lâm Đồng á, mua miếng đất gì đó ở luôn trễ luôn, không cần một ai cả, được không các bạn ha? Rồi hoặc là trong trường hợp ta thấy là gì ạ? Có những đến những trường hợp ví dụ như bạn Thắm nói rằng là tăng cân cũng bị ảnh hưởng tâm thần, có chứ em, có đó rằng là các bạn thấy là gì ạ? Tức là chúng ta có nghĩa là gì? Nếu như trong trường hợp tinh thần của em không ổn định, tinh thần của em không ổn định thì em sẽ tăng hoặc giảm cân một cách thất thường. Tôi nói đơn giản ví dụ như bây giờ này, lớp mình những bạn nào thuộc cái team là cứ buồn là nhịn ăn đó, sẽ có những bạn trong lớp mình là gì, có chuyện buồn là không ăn, có chuyện buồn là không chịu ăn thì lấy gì không xúc cân, được không? Rồi bắt đầu là gì, có những bạn ví dụ như tôi nè, buồn tôi càng buồn tôi càng ăn đó, tôi là cái mẫu người là càng buồn là càng ăn các bạn, được không ha? Đó, càng buồn là càng ăn đó. Với vì bạn Kim Ngân là thuộc team của tôi nè đó, là rồi còn bạn Hoàng Anh thì buồn em cũng ăn mà không buồn em cũng ăn, thôi em thứ dữ luôn rồi được không ạ? Vậy đó là những trường hợp gì các bạn, đó là cái này là tùy tùy theo team. Còn ví dụ như bạn Văn Anh nhìn cái tướng là biết rồi, ông vô ông nhắc nè,
Hiển nhiên là khi buồn là không ăn nổi rồi. Nên là lý do tại sao họ nói là gì? Tăng hoặc giảm cân nó là dấu hiệu của trầm cảm là vậy đó các bạn. Và thường là vậy á, thực có những cái tim người là vậy á. Có những người buồn là không ăn, cắt cơm mà không ăn nổi. Còn như cô là tôi nói các bạn, tôi càng buồn tôi càng ăn. Nên các bạn nhìn tướng tôi là các bạn biết rồi, mập cui mà lấy gì ha, nhìn cái tướng là mình biết rồi. Được không ha? Đó là cái đó ha. Rồi đau đầu, đau lưng. Đau đầu đi lưng lại các bạn. Tức là chúng ta đi làm các kết quả cận lâm sàng thấy hoàn toàn bình thường, mà lúc nào cũng thấy cái gì đó đau, được không ạ? Thì nó sẽ liên quan đến vấn đề tâm lý. Nên họ nói là về tâm lý nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe chúng ta rất là nhiều các bạn. Nên họ mới khuyến cáo là gì các bạn? Đó là chúng ta hãy cố gắng là gì ạ? Lúc nào cũng phải gì các bạn? Cứ cười, nhưng mà cười vừa phải thôi nha. Cười nhiều quá là bị trở thành hưng cảm đó. Là lúc nào cũng cười là người ta kêu mà các bạn bị điên đó. Đó là sự thật, đó là hưng cảm. Đúng không? Lúc nào cũng nghĩ cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, cái gì nó cũng đẹp, đúng không? Tất cả những người xung quanh họ đều khóc mà đi riêng mình cười, thì cái đó là hưng cảm nha các bạn, cái đó cũng là tâm thần luôn. Và hưng cảm nó thường xảy ra ở nam, thường xảy ra ở nam các bạn, được không? Nó thường xảy ra ở nam, nên họ nói phái nam là phái vô tâm đó các bạn, đó là sự thật. Nên rằng là chúng ta thấy là gì, nên là những bạn nữ thực tế là gì, mấy bạn nữ các bạn cũng đừng có gọi là ảo tưởng về những anh chàng người yêu và những chồng mình tương lai quá ha. Đừng có coi phim ngôn tình của Hàn Quốc mà áp vô những anh chàng của mình. Những anh chàng thực tế ngoài đời nó không có ngôn tình giống trong phim đâu các bạn, nó không có lãng mạn được giống vậy đâu, được không? Đó, tại vì bản chất của nam đó là hưng cảm, bản chất của nam đó là hưng cảm các bạn. Mà muốn hưng cảm thì phải như thế nào? Vô tâm. Hưng cảm là vô tâm đó các bạn ha, được không? Tức là lúc nào nghĩ cái gì nó cũng tươi đẹp, cái gì nó cũng đẹp, tình yêu vẫn đẹp sao, cuộc sống vẫn đẹp sao, nghĩ lúc nào nó cũng lên là lên. Không ha, thì đó là hưng cảm. Còn nữ bình thường gì các bạn? Trầm cảm. Nữ thường hay trầm cảm các bạn. Lúc nào cũng suy nghĩ cái vấn đề nó xuống hết á. Được không ha? Nữ là thường hay bị trầm cảm nhiều. Không ạ? Rồi lo lắng lo thì chúng ta biết rồi. Được không ha? Thì cuộc sống mỗi người có một cái nỗi lo riêng các bạn. Giống như bản thân chúng ta nhìn trong gia đình anh em của chúng ta thôi, cùng cha cùng mẹ thôi. Nhưng mà tự nhiên mình thấy là gì? Xảy ra một việc nào đó, trời ơi, mình thấy mình lo gần chết, không, mình suy nghĩ gần chết. Mà lý do tại sao đứa em hoặc là đứa anh chị của mình nó trời nó chả có suy nghĩ con khỉ gì cả. Cùng một gia đình đó các bạn, được không mà? Thì cái lo lắng này nó cũng tùy mỗi người nữa. Là giảm mức hứng thú bạn bè gia đình có chứ các bạn. Được không mà? Đôi khi mình gặp một cái vấn đề gì đó, ví dụ như mình không hài lòng một cái gì đó về bố mẹ các bạn, nhiều khi chả muốn gặp mặt luôn. Ôi mệt, chả muốn gặp mặt, chả muốn gọi điện. Được không ha? Hoặc bạn bè cũng vậy các bạn. Trời ơi, nghĩ sao cái lớp này nó chơi cái kiểu khỉ gì mà nó loại trừ mình ra. Được không ha? Muốn chuyển lớp ghê luôn á các bạn. Đó là những cái dấu hiệu của trầm cảm mà chúng ta sẽ thường hay gặp. Và tôi nghĩ là lớp mình là chắc chắn là cũng sẽ bị rất là nhiều, đặc biệt đó là gì? Đặc biệt đó là nữ. Nữ các bạn sẽ thường có những cái dấu hiệu này, hoặc đặc biệt nhiều khi có những dấu hiệu đó các bạn biết không? Dễ khóc tới mức độ vậy nè. Có phim tình cảm, có phim ngôn tình, nhân vật chính trong tivi chưa khóc mình đã khóc rồi. Không ha, nhưng mà nhiều khi tụi em chết mồ côi vậy là hay em cũng vấn đề em cũng khóc. Yên tâm đi, càng lớn em sẽ thấy nước mắt em nó sẽ càng ít đi, được không ha? Đó Lê Thúy Ngọc kìa. Dạ em là cô chính xác, tôi hồi xưa tôi bằng tuổi các bạn á, hoặc là nhỏ hơn các bạn nữa, lúc đó học cấp ba rồi các bạn, cấp ba đại học cũng vậy, thời đó là chiếu cải lương chứ các bạn. Rồi tôi nói các bạn nha, mỗi lần mà coi xong bộ cái bộ cải lương xong là hai con mắt sưng luôn, khóc quá giờ khóc luôn ha. Còn bây giờ tôi nói các bạn nha, mỗi lần tôi coi những bộ phim thấy nhân vật chính khóc mà tôi đứng qua tôi nghe răng tôi cười không à. Đó là sự thật các bạn. Nhưng mà bây giờ cuộc sống nó hồi nhỏ giống thời tuổi các bạn nó là màu hồng, được không ạ? Mình còn khóc đồ này nọ gọi là dễ khóc, rồi bắt đầu là càng lớn dần các bạn. Càng lớn là càng lớn dần thì bắt đầu là gì? Không còn khóc nữa các bạn. Và thấy có nhiều điều nó vô lý quá mà khóc cái gì? Được không? Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta càng lớn, có nghĩa là điều này có nghĩa là gì? Chúng ta càng lớn thì cái về vấn đề tâm thần chúng ta sẽ càng ổn định, nó sẽ càng ổn định các bạn. Nên là chúng ta sẽ không bị những cái bệnh tâm thần ở tuổi trẻ nó tấn công, nhưng mà chúng ta sẽ bị những cái tâm thần ở tuổi già nó tấn công. Đó không ạ? Ví dụ như cô bây giờ nè các bạn, cô bây giờ là bắt đầu lão hóa rồi nè. Bắt đầu vô lão hóa thì sao? Não nó cũng sẽ không còn được như ngày xưa nữa. Nên bây giờ mà học nhiều, sử dụng trí não nhiều, đó không ạ? Rồi gặp những cái bất trắc gì trong cuộc sống các bạn, những cái bất trắc, những cái trong cuộc sống này nó quá nặng nề thì nó sẽ dễ bị tâm thần hơn các bạn. Đó được không ạ? Mỗi lứa tuổi nó sẽ có những cái đặc trưng khác nhau. Được không ạ? Rồi. Hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Có bạn nào thắc mắc gì nữa không?